Xin chào cô chú anh chị các bạn đã đến buổi ngày hôm nay nha. Hôm nay mình cập nhật con bò cái nha. Cái này mình tách con rồi nha. Tách con mình bán con còn con mẹ. Con bò này mới đẻ con lứa nha cô chú anh chị. Thì bên con bò mà nó có đẻ một lứa rồi thì em sẽ bảo hành cho cô chú anh chị là 3 tháng. Nếu 3 tháng nó có lòi hay là gì đó thì em trở về là hoàn tiền đủ cho cô chú anh chị nha. Bò này đẻ rất là mắc sữa nha. Mới tách con nó ra nè. Nè cô chú anh chị còn bồ chưa thấy bồ sữa không? Hết đầu không? Mới tách con nó ra. Bò nó đẻ mắc sữa dữ lắm. Bò nó mới đẻ được con lứa rồi nha. Con bò này là không có ấp xe nha. Không có xuống phụ gì hết nha, chân móng hoàn thiện nha. Chân to rất là to. Thì như cục đình nữa nè. Con bò này sao sinh khu nữa, em bò đo khoảng 1m35 nha, còn giữa lưng nó là khoảng 1m3. Bò này khung tàn rất là lớn. Con bò này có đẻ ăn lứa rồi nha cô chú anh chị. Thì em mới tách con nó ra mà em bán là con bò được em bán rồi. Mà được 6 tháng em tách ra em bán rồi. Còn con mẹ. Con mọ này là giá tiền là 17 triệu 500 nha cô chú anh chị. 17 triệu 500. Bò này đẻ rất là mát sữa luôn. Bò này nó sái ngay dai nha. Con bò này không có xé mặt. Bò này ăn uống rất là tốt của chú anh chị. Đẻ rất là mát sữa luôn. Để bò nó đẻ được kem uống nút rồi. Chất muối luôn. Con bò này giá tiền này rất là yêu thương nha, giá cũng hợp lệ nha chứ không có mắc nha. Đây. Con bò có đẻ rồi thì em bao cho cô chú anh chị là 3 tháng, nếu có lòi hay gì đó em trở về hoàn tiền đầy đủ cho cô chú anh chị nha. Mấy con nó ra còn bột sữa rồi. Chú anh chị thấy không, hết hồn bột sữa rồi. Bò này là hoàn thiện nha, không có ấp xe, không có tật lỗi gì hết nha. Đu lệch phạt luôn. Bò này về sấy da nó nằm trong cái da đó nha. Được cái là đẻ rất là mát sữa cô chú anh chị. Bò con nó rất là mát sữa, chân móng chân to nha, cầm đứng thẳng nha, đúng bột sữa còn hết hầu không. Thì con bò có đẻ rồi thì em bao cho cô chú anh chị là 3 tháng, nhưng vòng 3 tháng nó có lòi hay gì đó thì em sẽ trả về hoàn toàn đầy đủ cho cô chú anh chị nha. Con bò này có giá là 17 triệu 500 nha. Rồi nãy giờ em cũng đã cập nhật thông tin cũng như hình ảnh của con bò này rồi. Nếu cô chú anh chị nào có ưng thì nhắc máy alo em. Số điện thoại để trên màn hình. Em có cập nhật thêm 3 con bò cái tơ, 3 con bò cái tơ được 6 tháng tuổi nha. Bò chân móng là hoàn thiện nha, không có ấp xe, không có xúc vốn xúc ruột gì hết nha. Móng nè, búng nè, búng bản luôn thấy không, cao dài đòn. Bò này đây. Bò này là sấy lưng chính luôn nha cô chú anh chị. Đây sấy lưng, đây sấy mặt, đây con bò đầu chuỗi nha. Con kế bên cũng là con kim pháp. 3 con bò được 6 tháng tuổi hết nha cô chú anh chị. 3 con bò này sao sinh khu nó em đo là 1m1 nha. À, con nó chín mùi với nhau á. Chân móng nó hoàn thiện hết nè, không có ấp xe này, không có xuống ruột gì hết nha. Nè. Bò này uống chiều luôn nè. Chân móng hoàn thiện hết. Cao ráo. Bò này lông dây rất là nhuyễn nha, rất đẹp. Đây con bò này không có xí mặt nha cô chú anh chị, cũng đầu trụ luôn nha. Đây.
mà cục rất đẹp luôn. Sẽ lưng chính luôn nha, đây sẽ lưng đây. Bò này chân móng là hoàn thiện hết nha, không có áp xe, không có xuống cúng xuống gục gì hết nha. Ba con bò này có mức giá là 37 triệu nha cô chú anh chị, 37 triệu ba con, 37 triệu. Như hai con đầu chuỗi này là nếu mà cô chú anh chị là mua thì nó 25 triệu. Hai đầu chuỗi này nè. Còn con kế bên, cái con kế bên này hai nhá sừng. Anh nhá sừng này, con này là nếu mà cô chú anh chị nào mua lẻ thì con này 12 triệu nha. Chân bự to. Đúng rồi. Còn này nói chung là chân móng là hoàn thiện hết nha, không có trật lỗi gì hết nha cô chú anh chị. Đây. Con này không có xé mặt, con này hơi nhá sừng nha, còn cái lưng chính luôn nha cô chú anh chị. Đây cái lưng đây, qua rất là bự luôn, rất là thiệt gì sinh sản nha. Con bò này nếu bán lẻ nó là 12 triệu nha cô chú anh chị. Nếu bao mua ba con hết thì 37 triệu. Bò được 6 tháng tuổi rồi nha. Bò này nuôi về để sinh sản rất là tốt nha, 100% sản là rất là tốt nha. Thì bò này là mẹ là Bushin nha. Nên là dòng một nó đẻ rất là tốt, rất là mắc sữa luôn. Đây, hai con này là nếu cô chú anh chị mua hai con này thì nó 25 triệu. Chân móng là hoàn thiện hết nha, đúng nè, bản dài đòn, xương sốc rất là cao luôn. Ba con bò này giá cả cũng vừa túi tiền cô chú anh chị nào mới riêng nha, mình mua về mình sinh sản rất là tốt và mình dỗ béo cũng rất là tốt luôn. Giá cả cũng vừa túi tiền chứ không có cao. Bò lúc này là bình quân con 12 triệu mấy. Rồi nãy giờ cũng như em đã cập nhật thông tin cũng như hình ảnh của ba con bò này rồi. Nếu cô chú anh chị nào có ơn, số điện thoại để trên màn hình, alo liền ủng hộ em. Em xin kết thúc video tại đây, xin ái kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo nha.